Đời người là vô thường. Nghe được điều này, ngủ ngon, sâu giấc, may mắn thi nhau kéo đến. Kiếp người ngắn ngủi, dạng vật vô thường biến ảo, như đám mây lơ lửng giữa bầu trời, hợp tan, để lại trong lòng chúng ta biết bao lo âu, nuối tiếc và sợ hãi. Sâu chuỗi thời gian âm thanh lặng lẽ trôi qua, cho đến khi tử thần gõ cửa ra đi, để lại kẻ khóc tiễn người đi, nghìn thu vĩnh biệt. Bản thân tôi là nhà sư, thường đi đám tang, nên đã chứng kiến rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt, bi ai, thảm thương. Khi nhìn thấy con cháu khóc ông bà cha mẹ, hay là ông bà cha mẹ khóc con cháu, vợ chồng xa lìa ân ái, biệt ly, sầu bi, đổ lệ can trường. Chứng kiến thảm cảnh đó, tôi mạo muội cố gắng sưu tầm lời Phật dạy và các tài liệu nói lên tính chất vô thường của chư tôn đức kết lại thành tập vô thường này. Đã nhiều lần muốn ấn tống, nhưng ngại mình đức mỏng tài sơ, chưa đủ khả năng làm được việc này. Nếu mãi e ngại hoài thì không làm được gì, uổng phí một đời thọ ơn, đàn na tính thí. Chỉ bằng cố gắng viết hết những gì mình hiểu biết để báo đáp phần nào ơn đức Tam Bảo và đàn diệt. Nhờ sự hoan hỷ đóng góp của quý đệ, cho nên cuốn sách này mới có dịp ra mắt. Quý độc giả xem qua, nếu có gì sơ suất, thiếu sót, ngưỡng mong chư thiền đức và quý Phật tử xa gần hoan hỷ đóng góp ý kiến để nội dung này được hoàn chỉnh hơn. Trần thế chỉ là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn diễn phương. Chúng sanh tội ác tựa non cao, biển nghiệp gió giông sóng bủa ào, tóc bạc da khô chưa tỉnh ngộ, vô thường trước mắt tính làm sao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ nhất, định nghĩa vô thường. Vô thường là như thế nào? Quý vị hãy tư duy lời Phật dạy. Vô thường có nghĩa là không bền chắc, từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác và tan hoại theo định luật thành trụ hoại không. Để quý vị hiểu thế nào là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, chúng ta hãy cùng nhau quan sát, suy nghiệm sẽ biết ngay. Thứ hai, thân vô thường. Nói đến thân vô thường, nó sanh diệt từng phút từng giây, sâu chuỗi thời gian âm thầm đẩy đưa chúng ta tiến dần vào cõi chết. Khoa học cũng đã chứng minh các tế bào trong cơ thể con người luôn luôn thay đổi, làm cho ta mau lớn, chóng già, rồi chết. Mỗi phút giây trong cơ thể đều có sự sanh diệt không ngừng. Nói đến vô thường, trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: tất cả pháp trong đời cũng như giấc mộng, khác gì huyễn thôi. Tựa hồ bọt nước dòng khơi, mảnh thân bào ảnh, chút hơi xương tàn. Ngày qua chớp nhoáng lẹ làng, phải nên suy xét hợp tan đó là. Thực vậy, cái thân con người chẳng khác nào như tuyết gá cành cây, xương đầu ngọn cỏ. Mới thấy đó, rồi lại mất đó. Đứng trước thảm trạng ấy, Thái tử Tất Đạt Đa nghiệm thấy thân này là tứ khổ, nên ngài xuất gia đắc đạo hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đem giáo pháp cứu độ chúng sanh, đưa họ vào cõi Niết Bàn, bất sanh bất diệt. Kính thưa quý vị, cái thân của ta có gì là thật đâu? Tất cả không ai thoát khỏi cảnh sanh lão bệnh tử. Từ lúc còn nằm trong bụng mẹ đã là khổ rồi. Bốn bên bao bọc đen tối, chẳng khác nào ở chốn ngục tù đầy nhơ uế. Từ lúc mới chào đời cho đến khi trưởng thành, trải qua không biết bao nhiêu là bệnh quạng, tai nạn, âu sầu, khổ não, lúc nào cũng rình rập bên mình. Tuổi về chiều lại càng khổ hơn, da nhăn, má hốc,
răng rụng tóc bạc, thân thể gầy yếu, đi đứng khó khăn, đau ốm triền miên, khổ không tả xiết, lần hồi bước vào cõi chết. Trong giờ phút hấp hối, tâm thần rối loạn, dẫn dơ, kinh sợ vô cùng, rồi lần mòn đến lúc lâm chung từ giã cõi đời tạm bợ, theo đường tội phước. Dẫu cho có nhiều phương thuốc ngừa trước, ngăn sau, cũng không thoát khỏi luật tuần hoàn. Nói đến cái chết, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương kể rằng, thuở Phật còn tại thế, một hôm, Ngài cho gọi chư tỳ kheo đến hỏi rằng, mạng người sống được bao lâu? Vị thứ nhất thưa rằng, mạng người sống được 100 năm. Vị thứ hai nói, sống được 70 năm. Còn vị thứ ba bảo vài tháng vài ngày, vân vân. Vị thứ tư bạch Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở. Phật khen rằng, ông hiểu và nói được như vậy mới thực là người giác ngộ. Thực vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hễ thở ra mà không thích vào là ôi thôi, ô hô, tạm thốn khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường dạng sự hưu. Hơi thở vừa dứt, mạng người ôi cũng dứt. Nào của cải vợ con tài vật đều bỏ lại, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Bất luận hàng dương giả hay thứ dân, giàu nghèo sang hèn, ai ai rồi cũng phải chết. Thân này nào có ra chi, của kia lại có chất gì mà ham. Hay là sau đường ân ái hay tay trắng, cuối lớp ân tình nắm màu xanh. Vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống hoài muôn đời trên vũ trụ, nên họ cứ mãi giành giật cấu xé lẫn nhau, ai cũng tham giàu sang quyền tước. Nhưng dù có kho vàng núi bạc, lộc cả quyền cao, gác tía lầu son, ngọc ngà châu báu, tất cả đều bị định luật vô thường đào thải. Có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nở đan tâm sát phạt tranh giành, chung quy rồi cũng trở về với cát bụi. Nói đến đây, tôi nhớ đến mẫu chuyện thuở Phật còn tại thế. Một hôm Ngài cùng tôn giả Tích Xa đứng trên một ngọn núi gần biển. Phật hỏi, này Tích Xa, ông có thấy trước mắt ông là gì không? Tôn giả Tích Xa thưa rằng, bạch Thế Tôn, con chỉ thấy trước mắt con toàn là biển nước mênh mông. Nhân đó Đức Phật dạy, cũng vậy, nước mắt của chúng sinh khóc vì những nỗi khổ của mình và đưa tiễn người thân đi vào cõi chết từ vô thủy cho đến nay nhiều hơn là nước của đại dương, còn xương thịt chất đóng chồng cao hơn cả núi Thái Sơn. Một hôm khác, Đức Phật cho gọi các tỳ kheo đến và hỏi, sắc là thường hay vô thường? Chư tỳ kheo đáp, sắc là vô thường. Phật lại hỏi tiếp, thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Đức Thế Tôn, là khổ. Vậy các ông có nên chấp cái thân này là tự ngã của ta, vật chất là của mình hay không? Bạch Thế Tôn, chúng con không nên chấp, vì thân mạng của cải vật chất đều là vô thường giả tạm. Phật dạy, các ông nên nhớ, từ hiện tại quá khứ cho đến vị lai, không có cái gì là tự ngã của ta, cho đến thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Các ông phải quan sát như vậy để nhàm chán xa lìa nó mà thẳng tiến trên con đường giải thoát tri kiến. Cái thân này là vô thường giả tạm, vậy mà người ta cứ lầm chấp cho nó là thật. Họ quan niệm là vật dưỡng nhân, nên thẳng tay sát sinh hại vật. Nhưng thử hỏi, mũi mồng lan xoái, chúng có quyền nói người sinh ra nhân để dưỡng vật được sao? Chẳng qua là khung sống và chết, mạnh được yếu thua, là chuyện xưa nay. Tại sao người con Phật phải trường trai giới sắc?
vì con cá cắn câu thì hoảng sợ. Con chim thấy cung tên súng đạn liền vỗ cánh bay cao. Ngựa trâu còn chảy nước mắt ròng ròng khi sắp bị đập đầu thọc huyết. Điểu thú còn tham sống chờ chết. Tại sao ta đành lòng giết chúng mà ăn? Ban đầu người giết cầm thú, sau rồi người lại giết người. Bởi quen mùi máu tanh hôi nên sanh ra hiếu sát, chiến tranh giặc giả, giết hại lẫn nhau. Sơn hào hải vị, một bữa ăn mà kẻ khóc người than. Thú kia chết thảm, gây thù chuốc oán luân hồi thường mạng lẫn nhau. Chi cho bằng cơm rau đạm bạc cũng qua ngày hai buổi, rảnh chí tu hành. Bởi vậy tôi ước ao, mong sao mọi người trên thế gian này hãy xót thương tất cả muôn loài, vì chúng đều có tri, có giác. Ta đừng làm chúng nó đau khổ. Đó là lẽ đạo từ bi mà Đức Phật từng dạy cho các hàng đệ tử. Đời người chẳng khác nào như con thuyền lạc giữa phong ba. Nước mắt thế nhân là đại hải bao la, bùng ba giành vật sát sinh hại vật, ăn cho dinh thân phì da, rút cuộc rồi cũng chết. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệp, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Nói đến vô thường, thuở Phật còn tại thế, một hôm vua Ba Tư Nặc cùng bá quan văn võ Xa Giá đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc, cai trị nước Câu Tắc La, có 4 binh chủng hùng mạnh. Hôm nay con đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Vua Ba Tư Nặc nói như vậy là nhằm để khoe với Đức Phật ông là vị vua hùng mạnh nhất thời đó, để cho Đức Phật khen ngợi. Nhưng ngược lại, Đức Phật không khen mà còn hỏi rằng: Này Đại Dương, giả sử ở phương Đông Tây Nam Bắc có 4 ngọn núi cao chọc trời đang lăn về đây, mỗi khi di chuyển đến đâu là nghiền nát người và vật đến đó, thử hỏi Đại Dương lấy cái gì ra để chống ngăn nó? Vua Ba Tư Nặc ngẫm nghĩ thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không thể nào đem 4 binh chủng kho tàng thần dân ra mà ngăn chống được, vì nếu đem ra sẽ bị nó nghiền nát hết. Nhân đây Đức Phật dạy: Đúng như vậy đó Đại Dương, 4 ngọn núi đó chính là sinh lão bệnh tử. Này Đại Dương lắng nghe, vì người đời u ám không có chánh trí nên nhiều kẻ say mê vui đời mà chẳng hề biết tội phước gì cả, nên thường bị tứ khổ, những nỗi khổ về sanh. Khi còn nằm trong bụng mẹ, hài nhi chịu rất nhiều nỗi khổ. Nếu mẹ ăn đồ nóng hoặc uống nước lạnh thì như nằm trong lò lửa hầm băng. Khi mẹ đói cơm khát nước, thai nhi lỏng bỏng khó chịu. Mẹ ăn no lấn ép, khó bề cựa quậy. Lúc sanh, thân con đau đớn, mạng mẹ nguy hiểm, lòng cha lo sợ. Ra khỏi lòng mẹ, da thân mềm mỏng, chạm phải những vật bên ngoài, đau như là dao cắt, hoảng hốt thất thanh khóc gian. Những nỗi khổ về già. Lúc còn nhỏ, nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ, lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao, cực khổ để mưu sinh. Lần hồi đến ngày già yếu, răng rụng mắt mờ, tai điếc, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, trí tuệ lu mờ, sanh ra lẫn lộn, ăn dơ uống bẩn, nói năng giống như người mất trí, ăn rồi thì bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi, có khi lại chửi bới, nói năng nhảm nhí, làm trò cười cho lũ trẻ. Những nỗi khổ về đau. Thân người do 4 đại là đất, nước, gió, lửa hiệp thành. Nếu như 4 đại không điều hòa thì bệnh sanh khởi. Như địa đại chẳng điều hòa thì thân thể nặng nề. Thủy đại chẳng điều hòa, thân thể phù thủng. Hỏa đại chẳng điều hòa thì thân nóng nảy. Phong đại chẳng điều hòa, thân thể động chuyển đau đớn như kim châm lửa đốt.
Chính vì bốn đại không điều hòa, cho nên sanh ra vô số chứng bệnh, nào là cùi phong, ghẻ lở, ung nhọt, cảm xúc, nhức đầu, đau răng, bại liệt, làm cho khí lực hao mòn, miệng khô, lưỡi thục, mũi nghẹt, mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, những đồ nhơ nhớp tuôn trào, rồi ngồi lên trên ấy. Tâm thần khổ não, giọng nói bi ai buồn thảm, món ngon vật lạ khi đưa vào miệng đều biến thành vị đắng. Khi mà chúng ta chợt nhận ra một ai đó sống không trung thực, và thậm chí là họ tráo trở, tệ bạc và phản bội mình một cách trắng trợn, phản ứng thông thường của mình là tức giận. Nếu như một người mặt khéo che đậy thì họ có thể nín lặng, hoặc có thể họ tránh mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là cái cơn giận đó nó sẽ nguôi tan. Còn nếu như một người mà nóng nảy, không kiểm soát được cảm xúc của mình, thì chắc chắn nó sẽ trở thành tai họa. Và chúng ta sẽ suy nghĩ rất là nhiều nếu như chúng ta có thể bình tĩnh, bằng cách là mình cứ đặt những câu hỏi: tại sao người đó kỳ vậy? Tại sao tôi tốt quá mà? Tại sao cơm ăn còn dính kẻ răng mà lại sống phản bội? Cứ hàng loạt những câu hỏi chúng ta đặt ra, không có tìm được lời giải đáp. Rồi chúng ta cũng sẽ tự giải đáp là tại người đó thay đổi, tại người đó bị ảnh hưởng cái này, ảnh hưởng cái kia, là tại người đó là bị xúi dục, bị tác động. Nhưng tất cả những lý do đó không có cái nào thuyết phục được mình lâu dài. Mình tạm thời chấp nhận nó, giống như chấp nhận một cái chai dầu gió bôi sức lên cho mình. Khi mình da quẹt đụng chạm ở đâu đó, chảy tay chảy chân, mình bôi lên là mình cảm giác yên tâm, mình quên đi cái cơn đau của cái cơ thể mình. Nó chỉ còn lại cái sự nóng ấm của cái lượng dầu nó tác động lên cái da của mình khi tiếp xúc, thì cái đó là ảo giác. Cái tác động lên nó có thật, nhưng mà cái cảm thọ của chúng ta về cái chất nóng đó để chúng ta quên đi những cái đau khổ đó là cái ảo giác. Và cái ảo giác đó nó cũng là một liệu pháp tốt để giúp cho chúng ta có thể yên tâm và bình tĩnh hơn. Thí dụ chúng ta đang buồn lắm, nhưng một bàn tay của người mình thân yêu, họ vỗ vào vai mình, họ vỗ vào lưng mình, tự nhiên chúng ta cảm thấy bình yên hơn. Và ngược lại, chúng ta đang buồn, đang rầu thúi ruột, mình nhìn quanh không có ai, cái ông đó ông lại quan tâm tới người khác, tự nhiên trời, nước mắt mình nó trào ra. Cái cảm xúc của chúng ta nó rất là nhanh. Và tất cả những thứ đó Đức Phật cho rằng nó có nguy cơ đem đến những phiền muộn lâu dài cho mình. Cái cảm giác mình thích, cái đó gọi là lạc thọ, tức là cảm nhận về cái vui. Cái cảm giác mình không thích, mình bực bội, cái đó gọi là khổ thọ. Hễ mà cảm giác thích thì chúng ta muốn níu kéo, muốn giữ lại, nhưng giữ không được, nó tan biến nhanh. Còn cái mình không thích, mình muốn từ chối nó thì lại không được. Thí dụ một cái người mình thích, mình mến, mình muốn sáp vô mình nói chuyện, nhưng mà cái người đó nói vài ba câu cái họ bỏ đi, mình cũng cảm thấy hơi cục hứng, quê quê. Còn cái mặt thằng quỷ kia mình nhìn mình muốn ớn luôn, mà nó cứ nhào vô mình quay á, mệt. Cả hai cái cảm giác đó nó đều làm cho tâm của chúng ta không có yên, do sự phản ứng của ngã chấp. Chính cái tôi này nó làm cho chúng ta
phiền não và khổ đau. Cho nên khi mà các thầy ăn cơm thì có thực hiện 5 cái điều để mình quán tưởng, mình suy nghĩ. Trong đó có cái điều thứ 3, đó là quán tưởng về cái tham lam. Chính cái tham lam nó sẽ làm cho chúng ta phiền não. Cho nên khi mình hiểu về tham, mình thấy được mình đang tham thì mình không còn tham nữa. Thì cái đó để phòng ngừa những cái lỗi lầm. Tại vì ăn cơm thực ra nó có thể hiện cái tham trong khi ăn cơm. Trong cái buổi ăn cơm là dễ nhận ra được người đó tham liền. Món đó nó ngon ghê lắm, nhưng mà mình nó ở xa mình, mình cũng cố gắng mình tập ăn chay trường, trường tới mình gấp cho bằng được, gấp hoài. Còn cái món đó gần mình, cái món mình không thích ăn đó. Mình còn lịch sự một cách giả tạo nữa, làm bộ mình trường qua mình gấp cho chị ăn đi chị đó. Nhưng mà gấp cho chị miếng nhỏ, gấp cho em miếng lớn. Thì một buổi ăn của một tu sĩ phải bắt buộc phải suy nghĩ rằng thức ăn này là thuốc để chữa bệnh đói thôi, không có cảm nhận cái ngon cái dở lên trên đó để tham đắm, mặc dù biết mặn ngọt chua cay đắng lạc biết hết. Đây là cách để chúng ta thực tập về cái gọi là khổ đau từ nơi tham chấp. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Tức là phép quán tưởng thứ 3 của một người học Phật trong khi ăn, đó là phải quán tưởng về cái tham. Nó là gốc của tất cả những thứ phiền não. Có Phật tử hỏi thầy tham, thầy trả lời thẳng là còn tham. Nhiều Phật tử dễ thương lắm nha quý vị, rất ngọt ngào. Dạ thưa thầy, có hỏi thiệt chứ thầy xuất gia mấy chục năm chứ thầy còn tham không vậy thầy? Thầy nó còn tham mới ngồi ở đây chứ, chứ không tham ai mà lang thang ở đây cho nó mệt vậy. Không tham là mình sanh tới những cảnh giới nó cao hơn rồi, nó thù thắng hơn, nó đẹp hơn, chứ đâu có ai mà lết qua lết lại ở cái cõi sanh tử phù trầm này để cho một cái bà tới đây bà hỏi giận hỏi dẹo. Cái bản đó thầy tu mà thầy cũng còn tham nè. Nó tu tham mới tu chứ còn không tham tu làm gì nữa. Giống như áo dơ mới giặt cái áo sạch thì giặt kia bộ khùng hả? Đồ sạch là đem đi giặt hoài từ sáng tới chiều. Trời ơi lỡ tay lỡ chân rất đồ hết. Đồ còn dơ cho nên mới giặt. Tâm còn tham cho nên mới tu. Quý vị nghĩ phải không? Đó đó quý vị cổ vũ thầy sân si. Mà không phải là đương nhiên mà hỏi câu đó đâu quý vị. Đem tới quỳ tác bạch, cúng dường, cúng dường bằng vàng. Dạ thưa thầy, con nghe chùa thầy đó là xây dựng, cho nên con có một chút đỉnh này con gửi cúng dường thầy để mua vài bao xi măng. Không phải một chút đỉnh đâu nha, cũng khá đấy. Mà cái cách cúng dường mà quỳ xuống tác bạch như thế đó, để thưa rồi nói, cái thầy nhìn thầy cũng bất ngờ. Thầy thấy cúng nhiều quá thầy cũng lo. Thầy thấy cái thầy cũng ngạc nhiên, thầy nhìn thầy nói ủa vàng à. Lập tức hỏi liền, thầy tu chứ thầy còn tham không? Đừng nói 20 lượng vàng, 200 lượng cũng không lấy. Cúng dường mà thanh tịnh, cúng dường mà thành kính thì nhận, còn cúng dường mà cái kiểu đó không nhận. Tại vì thật ra thầy cũng chỉ làm người chăn bò thôi. Tức là mình nhận cái tiền đó là mình phải lo cho tam bảo, mà mình sơ suất cái là mang tội, mang lông đội sừng. Công đức là cái người cúng hưởng hết. Giống như nhân viên trong ngân hàng vậy đó, đếm tiền quá trời quá đất nhưng không có một xu ten nào hết đó, tiền của thiên hạ. Còn ở trong kinh Đức Phật nói mình chăn bò thuê cho chủ, bò mập ú cho mình không có một cọng lông bò. Tức là nếu mình tu đàng hoàng, mình tu tốt thì mình không bị quả báo, không bị tội.
Còn mình tu không tốt là đời đời kiếp kiếp phải đầu thai trầm luân làm súc vật, mang lông đội sừng để trả nợ cái ơn của đàn na thí chủ. Còn Phật tử cũng vừa vẫn có phước, mà hỏi vậy là hỏi có tham không thầy? Thầy nói tham. Và cái tham này có khi nó sẽ là tội và có khi nó cũng sẽ không phải là tội. Thí dụ có 9 đồng mình muốn thêm 1 đồng mà bất chấp cả luân lý đạo đức, muốn cho mình không chưa đủ, muốn thêm cho những người thân của mình, muốn dài 30 năm chưa đủ, muốn có thêm nữa, cả 100 năm, cả 1000 năm đủ thứ, cái đó là phiền não, là tội lỗi. Còn có những cái tham, thí dụ mình biết mình là cái người làm biến, theo lẽ lại Phật 100 lại, tham lại, lại 200 lại, theo lẽ niệm Phật tiếng đồng hồ, mình niệm 2 tiếng đồng hồ để mình bớt làm biến. Tham tu, tham tinh tấn, tham được hướng thiện, cái tham đó bản chất nó vẫn là tâm tham, nhưng tham hướng thiện nó tốt hơn đối với lại những người sơ cơ tu tập. Thì quý vị biết cái vị Phật tử đó mới nói: dạ thưa thầy, con chỉ thử thôi, thì bao nhiêu đây có thấm tháp gì? Thầy nói: không có đâu con, thôi cất đi, khi nào thầy cần là thầy gọi. Ủa thầy giận hả? Thầy nói: không, thầy phải giận làm chi cho mệt, đâu có gì đâu mà phải giận. Nhưng mà với cái cách cúng dường như thế thì bây giờ thầy nghĩ nó chưa phải là lúc thầy để nhận cái này. Thầy từ chối, thầy nói thôi cất đi từ từ, khi nào cần, chùa cần thầy sẽ gọi, khi nào tổng khởi công thầy sẽ báo cho biết. Nhưng mà rõ ràng khi Phật tử đã về, thầy vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng, buồn chứ quý vị. Mình buồn là vì khi người ta đem tới, người ta cúng dường, rõ ràng là người ta cũng có thiện tâm, nhưng mà mình có cái suy nghĩ là, thầy có suy nghĩ là người ta xúc phạm tới cái tấm lòng của mình. Nhưng mà sao thì thầy lại không có buồn nữa. Thầy nói tại sao mình phải đi buồn? Cái chuyện họ nói là chuyện của họ, họ nói gì họ nói, họ gieo nhân nào gặt quả nấy. Mình sống trong sáng như dần nhật nguyệt thì mình cũng không có phải sợ gì mấy chuyện mà người ta nói vô nó ra, nó tới nó lui. Hãy mà người ta đã đi tới chùa mình, người ta gieo một cái nhân duyên chưa tốt, tức là cái hạt giống đó nó hơi èo ọt, thì mình bỏ thêm chút phân cho nó phát triển, cho nó mạnh hơn. Vậy mà cũng giận lẫy không lấy tiền người ta, rõ ràng là giận. Chứ bây giờ nói không giận là nó không đúng, nhưng trong lòng thầy giận, trong bụng này cũng khó chịu. 20 cái vàng làm gì ghê vậy? Quý vị thấy không? Thầy còn chảnh hơn cái bà đó, chảnh hơn nhiều. Ở đây thầy muốn kể câu chuyện này để thầy nói với lại quý vị rằng, bản thân thầy, người xuất gia, danh lợi bỏ ngoài tai, nhưng mà đối với những trường hợp đó, không kiểm soát được cảm xúc, lòng vẫn buồn, vẫn cảm thấy giận, thì cái đó là gốc của sân hận mà. Tuy là không có la lối, không có trợn mắt phùng mang, không có chống nạnh, không có hét lên mà con mắt tròng trắng nó nhiều hơn tròng đen, không có. Nhưng mà trong lòng mình có buồn, có giận, và cảm thấy rằng là cái người này là quá đáng, giàu bao nhiêu xin lỗi, chưa chắc ai giàu hơn ai đâu nhé. Trong bụng mình còn suy nghĩ ra như thế, thì quý vị thấy như thế nào? Cuộc sống đi kiếm tiền của quý vị không đơn giản. Cho nên thầy thông cảm hoàn toàn với những Phật tử mà viết thư tới chùa hoặc là gọi điện tâm sự với thầy là: con tức quá, con buồn quá, con bực quá vì chuyện A, chuyện B, chuyện C. Có nhiều chuyện thầy nghe thầy cũng bực, tại vì nó không có đáng gì hết á, mà cũng đi gọi điện đi kiếm ông thầy. Thí dụ như có con nhỏ đó, 11 giờ đêm gọi điện: trời, thầy ơi cứu con, cứu con, thầy ơi cứu con. Làm thầy đứng tim hỏi vụ gì vậy? Ôi con. Rồi thầy tự ra thở không được, thở cái gì bình tĩnh nói thầy nghe. Con chó con nuôi ra đường xe cán chết rồi.
thầy cũng xém đứng tim vì cái con chó đó. Thầy tức quá là tức. Thầy nói có một con chó mà con làm náo loạn thiền môn kiểu này thì thôi chết rồi. Trời đất quỷ thần, thầy không có biết cái con chó này là bạn của con thương nó lắm. Thầy nói con cũng còn chết, đừng nói chi con chó. Hữu thân hữu hoại, tức là hễ có thân thì sẽ có tan hoại. Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai. Hễ có sanh có tử thì có luân hồi, không sanh không tử thì không đến đi. Thì mình có sanh ra thì có chết đi là chuyện bình thường. Phật tử gì mà ngộ ghê, 11 giờ đêm gọi cho ông thầy, con chó chết rồi hỏi làm sao. Thầy nói thì đem nó đi chôn đi. Thầy tức quá mà thầy cũng phải bình tĩnh. Thầy nói thì đem nó đi chôn đi, nhưng mà con biết làm sao con chôn nó. Trời ơi. Thầy nói thì bây giờ con bưng nó vô, rồi con ngồi con niệm Phật cho nó, rồi tới sáng xong rồi con vuốt mắt nó, rồi con mời cái nhà đoàn đó tới người ta tẩn liệm cho con. Quý vị tức ngang cổ này mà cũng phải bình tĩnh để mà nói chuyện. Quý vị thấy, đối với thầy, tuy rằng thầy tu tập không có nhiều, nhưng mấy chục năm ở trong chùa cũng có thể gọi rằng là cái chuyện tiền bạc này kia mình không có ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng khi người ta nói một câu mà mình nghe không có lọt lỗ tai, vẫn phiền não ở trong tâm. Thì quý vị cứ tính đi, trong một ngày có bao nhiêu phiền não. Sáng mở mắt ra cho tới tối leo lên giường nằm ngủ, đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, buôn bán kiếm tiền, thầy nghĩ quý vị nhớ lại đếm không có ra. Cho nên có một vị Phật tử đi tới chùa thầy á, nhờ thầy nói giùm với lại gia đình là người thân ép cái người Phật tử này là họ phiền não lắm, họ rất đau khổ. Thì cái người Phật tử này cũng ba mươi mấy 40 tuổi rồi, nói rằng con không có đụng chạm gì tới ai mà ba mẹ con cũng không hiểu con, chồng con cũng không hiểu con, anh chị em con không hiểu con, thậm chí đứa con mới đẻ ra 7-8 tuổi nó cũng không hiểu con. Trong bụng thầy suy nghĩ, ủa sao cái cô này cô tốt quá mà sao nhà cũng không nhận ra được cái khả năng tiềm ẩn ở trong con người của cổ là đạo đức là thánh thiện, mà sao ai mà cũng nghĩ cổ xấu hết vậy. Thầy ngạc nhiên. Thầy nói bây giờ như thế này đi con về nhà mỗi một buổi tối trước khi ngủ đó con lấy cuốn tập con viết ra, hễ cái trang bên tay trái thì con viết ra những cái mà con vui, còn bên tay phải là con viết những cái con buồn. Rồi con để ý đó, 3 ngày sau con đọc lại, tức là cứ viết đừng có đọc lại, rồi 3 ngày sau đọc lại cái trang thứ nhất, rồi mình so sánh với cái thứ hai, cái ngày thứ hai, rồi cứ như vậy so sánh coi cái vui với cái buồn, cái nào tăng lên, cái nào nó giảm đi. Nhưng mà phải tìm cho ra được nguyên nhân một cách trung thực, chứ không có được mà thiên lệch. Thì cô đó cô cũng làm, cô làm xong cái cô kể thầy, cô nói sao càng ngày con thấy nó sao có phiền não nó càng tăng lên. Thầy nói cái này là do con suy nghĩ thôi, do mình suy nghĩ, tại vì mình không thích cái người đó sẵn rồi, khi cái người đó nói một câu về cái là mình thấy là khó chịu liền chắc chắn. Còn cái người mà mình thương, xin lỗi, nó làm bể nguyên cái mâm cơm mình cũng vui vẻ, mình lấy đồ mình quét mình hốt. Còn cái đứa mà nó không ghét, mà mình ghét nó đó, xin lỗi nha quý vị, nó bận bộ đồ mà nó dính dơ một cái là mình cũng chì chiết nó, mình cũng nói nó. Để quý vị thấy được rằng cái tôi ở trong mỗi con người nó luôn tồn tại và sẵn sàng nó hiện diện, nếu như chúng ta không có bình tĩnh, hay nó khác hơn tức là chúng ta thiếu đi cái sự tỉnh giác chánh niệm, thì lập tức cái tôi này nó sẽ trỗi dậy. Con nít nó cũng có cái tôi của nó nha, cái đứa nhỏ nó cũng có cái tôi. Giống như một cái người mẹ đó dẫn một đứa nhỏ tới chào thầy, thì người mẹ nó chắp tay lại chào thầy, còn nó khoanh tay lại, nó nói thưa thầy. Nó 6 tuổi thì mẹ nó la nó, mẹ nó chắp tay lại. Nó nói tại sao phải chắp tay mà không khoanh tay. Thì mẹ nó mới giải thích là mình thưa với thầy là phải chắp tay. Nó nói con học ở trong lớp con thưa thầy giáo con khoanh tay mà đâu có chắp tay.
Thầy ngồi thì nghe hai mẹ con cãi với nhau. Mà nó 6 tuổi nha, nó lý luận rất là dễ thương. Mẹ nó không, thầy này là thầy khác. Cái đứa nhỏ nó mới nói: con biết rồi, thầy là thầy chùa. Cái bà mẹ nói: à, không được, con không có nói thầy chùa, bụm miệng đó. Nó phải, thầy cạo trọc là thầy chùa. Lại còn thêm cái tiếng đầu trọc nữa. Trời ơi, nó xúc phạm. Ngày đó thầy bị tổn thương bởi một đứa nhỏ. Cái người mẹ không có kiểm soát được, mới phạt vô trong đít nó một cái. Nó giận nha quý vị. Nó giận, nó đi ra. Nó bỏ đi ra. Nó bỏ đi ra, cái bà mẹ nó không cứ để cho nó tự đi ra. Nó đi tới cái gốc cột đó, nó ngồi. Nó ngồi, cái thầy đi ra ngoài sau, thầy đi vòng vòng tới. Nói thầy chùa cũng bị đánh. Các đầu cái thầy mới ngồi xuống kế nó. Thầy nói: mai mốt gặp các thầy ở trong chùa đó, đừng có kêu bằng thầy chùa. Nó nói: tại vì thầy giáo là ở trong trường, còn thầy ở trong chùa thì kêu là thầy chùa. Thầy không hiểu tại sao nó 6 tuổi nó giải thích. Thầy chưa có nghĩ ra được cái kiểu đó. Nó giải thích. Thầy nói: nhưng mà nói thầy chùa là nghe nó không có hay, nó không có đẹp. Nó hỏi tại sao vậy. Thầy nói: bây giờ đó, đi vô đây. Nó không đi. Nó nói: tại vì thầy cho nên là mẹ con đánh con không đi với thầy. Thầy nói: thôi đi vô đây đi, là để thầy nói với mẹ con là xin lỗi con, là con nói chữ thầy chùa là đúng. Cái nó nói phải rồi, cái nó đứng lên nó đi với thầy. Mà quý vị thấy không, nó hết giận cái bắt đầu tới thầy giận. Thầy thấy lạ vô cùng. Mình ở trong chùa người ta kêu thầy chùa mắc mới gì mình giận. Phải kêu mình thầy miễu, thầy đình gì đó thì mình giận, không nói gì. Nó kêu thầy chùa thì thấy chùa thôi. Chắc chắn là cái thân mình nó không có giận. Cái tâm lý của mình, cái cảm xúc của mình. Và đứa nhỏ nó cũng có cảm xúc của nó. Nó cũng có tự ái của nó. Nó giận mẹ nó đó. Mẹ nó đánh nó giận nó. Mẹ nó đưa nước nó không uống. Thầy mới giận nó đi lại Phật. Thầy giận nó đi lại Phật. Nó đi với thầy chứ nó không đi với mẹ nó. Nó còn giận mẹ. Nó thẳng với mẹ nó còn giận mẹ rồi. Tại mẹ đánh con đó. Mẹ không có thương con. Cái ngay cái lúc đó cái có mấy cái em nhỏ nó đi bán vé số. Cái thầy chỉ nó, thầy hỏi: con thấy không? Con thấy mấy bạn đó không? Nó nói: dạ thấy. Thầy hỏi: con có biết bán vé số không? Nó nói: dạ không, con đâu có biết. Khôn lắm quý vị. Thầy không hiểu tại sao 6 tuổi nó khôn. Thầy nói: những bạn đó là mẹ không có đó. Không có mẹ cho nên phải đi bán vé số để kiếm tiền, để mua cơm ăn, mua áo mặc. Nếu một ngày nào đó con không có mẹ, con cũng sẽ đi bán vé số. Cái nó ngước lên nó nhìn thầy, cái nó khóc. Tự nhiên nó khóc, nó chảy nước mắt xuống nó khóc. Thế là thầy giận nó tới. Nó hết giận mẹ nó. Ở đây thầy muốn nói với lại quý vị rằng, cái tôi ở trong một đứa con nít nó cũng có. Như lúc chiều thầy đi về nhà, thầy có một đứa cháu, cháu nội của chị thầy. Nó 7-8 tháng, thầy bồng nó, nó nhìn thầy cái nó khóc. Thấy lạ. Đó là phản ứng của cái tôi ở trẻ sơ sinh của những đứa nhỏ. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là nó con nít nó không có cảm nhận. Cái tôi của nó cũng bằng với mình. Chẳng qua nó không biết biểu đạt, nó không biết sắp xếp những cái cách phản ứng, và nó không có khéo léo, và nó không có kinh nghiệm giống chúng ta thôi. Cái tôi của nó vẫn tồn tại. Và chính cái tôi này làm cho mọi người cảm thấy không có được bình yên trong cuộc sống của mình. Bởi ba yếu tố sao? Những thứ này nó sẽ làm cho chúng ta càng ngày càng bị phiền não. Cái thứ nhất đó là tiền tài. Thứ hai là danh vọng. Và thứ ba là ái tình. Cho nên khi chúng ta gặp ai đó không hiểu mình, ai đó cố tình tổn thương mình, ai đó họ làm cho mình khổ đau phiền não, đừng có đặt một cái câu hỏi gì nữa, sẽ không có lời giải đáp, mà chỉ biết rằng cái sự phản ứng của cái tôi. Những thứ này
Nó gắn liền với ba yếu tố làm cho chúng ta càng ngày càng chìm ở trong phiền não khổ đau, đó là tiền bạc, danh vọng và ái tình. Ba thứ này nó đầu độc mình. Thứ nhất là tiền bạc. Thầy có từng hỏi rất là nhiều người là tiền có quan trọng không trong cuộc sống? Thì đa phần người ta trả lời là không quan trọng. Thì thầy đồng ý với cái câu nói này, cái lời đáp án này, tức là tiền không quan trọng trong cuộc sống của mình. Tại vì sao? Tại vì tiền nó không phải là yếu tố để quyết định hạnh phúc cho chúng ta. Nếu tiền là yếu tố quyết định hạnh phúc, tại sao có nhiều đại gia nó cứ treo cổ, nó cứ tự tử, nó chết hoài vậy? Tiền nó nhiều lắm, tiền ta đốt mình cũng chết á, mà cũng họ cũng tự tử họ chết. Như vậy cái gì khiến cho họ đau khổ, cái gì khiến cho họ tuyệt vọng, cái gì khiến cho họ bế tắc tới mức phải quyên sinh? Đi kiếm tiền là chắc chắn rồi, tại vì chúng ta vẫn còn thở, vẫn còn ăn, vẫn còn uống, vẫn còn ngủ, vẫn còn giao tế. Không chỉ bản thân mình mà những người thân yêu chúng ta cũng phải có trách nhiệm để lo. Cho nên còn kiếm tiền có nghĩa rằng tiền vẫn còn quan trọng với lại cuộc sống của mình. Ở đây thầy muốn nói rằng chúng ta đi kiếm tiền, tiền nhiều hay ít nó sẽ tác động rất là nhiều, nhưng đừng để cho tâm lý của chúng ta dao động và cái mức thu nhập nhiều ít đó khiến cho chúng ta buồn phiền thái quá. Đương nhiên chúng ta làm nhiều tiền hơn chúng ta cũng vui, ví dụ như dọn ra bán đất chúng ta vui, chứ mà dọn ra gặp trời mưa ế nhẹ rồi chẳng lẽ cả cái nồi chè này chồng con ăn cho chết luôn à, mà ăn bữa thôi chứ ngày nào cũng ăn cái kiểu đó là thiệt á, là khổ lắm á. Thì bây giờ trở lại vấn đề mình hỏi, tiền nó có quan trọng không? Lúc mà đang túng ngặt, đang cần tiền mà. Gia đình đang cần tiền để sửa nhà nè, con cái cần tiền để đi học nè. Thậm chí chồng hoặc vợ, cha mẹ chúng ta bệnh hoạn cũng cần tiền để uống thuốc, uống thang, đi nhà thương. Bây giờ không có tiền chưa chắc vô nhà thương mà nằm đó nha. Cũng phải có tiền. Cho nên khi đi kiếm tiền, người ta cũng sẽ tìm những cái cách nào để kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất, gọn nhất. Ai cũng nghĩ như thế hết. Nhưng mà đã bao nhiêu người họ thành tựu được cái ước mơ này? Chính vì lẽ đó, thầy muốn tất cả chúng ta suy nghĩ chín chắn hơn về đồng tiền mà chúng ta kiếm sống. Tại sao? Khi yêu thương nhau thì một cái chòi chật hẹp cũng đủ cho vợ chồng con cái ở. Nhưng tới kỳ không thương yêu nhau thì xin lỗi, chục chén cũng chia làm hai. Ngộ vậy. Vì tiền bạc mà cha mẹ với con cái kéo nhau ra tòa để giải quyết. Vì tiền bạc mà anh em không nhìn mặt nhau, thậm chí còn thù hận nhau. Quý vị chỉ dở ra một tờ báo, mỗi một ngày đọc lên trên đó sẽ thấy được sức mạnh của đồng tiền nó tác động trong cuộc sống của mình. Có một lần quý vị, thầy đi dạy học về thì ở trong chùa có rất nhiều Phật tử đang chờ thầy. Thì lúc mà thầy mới vừa xuống xe thì lại có hai người Phật tử lộm khộm già, ăn mặc tơi tả, đứng họ chào thầy ngay lúc thầy vừa xuống xe. Thì thầy đứng thầy nói chuyện với hai bác đó cũng lâu, cỡ nửa tiếng. Khi thầy đi vô thì cái nhóm Phật tử kia ăn mặc sang trọng,
đeo vàng từ đầu tới chân giống như mỹ nghệ vàng bạc. Giàu có mà. Trời ơi, bây giờ con mới biết là thế nào là chờ đợi một ngôi sao. Chào thầy bằng một câu ngọt ngào như thế, có thêm một cái móc câu. Thầy nói chứ sao con, muốn trò chuyện với ngôi sao đâu phải dễ. Nhưng mà tiếc là ngôi sao này nó sắp tắt rồi. Tụi con chờ thầy đúng 2 tiếng đồng hồ, mà thầy về rồi thầy còn đứng ở ngoài đó thầy nói chuyện nữa. Con nói thiệt với thầy là mấy chùa khác tụi con vô thì 5-10 phút à, tụi con đi cúng thập tự, mà tới đây là con chờ 2 tiếng kiên nhẫn lắm. Thầy xuống xe rồi thầy còn chưa chịu vô thì tiếp khách nữa. Mấy Phật tử đó nói nửa chơi nửa thiệt. Con nghe người ta đồn thầy Thiện Thuận chảnh lắm thì hôm nay con mới biết. Trò biết làm sao? Chảnh chánh hãng phải không? Tức là hàng chính chủ thôi. Chẳng lẽ tụi con cả một nhóm đây 10 mấy người mà thua 2 cái bà già đó à? Thầy mới nói là ma mốt, các con đi tới chùa phải kiên nhẫn một chút. Và cái thứ hai nữa là phải hỏi trước khi trách móc người khác. Tới đây mà còn trách thầy thì điều này có nghĩa rằng ở tại nhà người thân của mấy đứa con sẽ không bình yên với con đâu. Có thể các con sẽ làm ra rất nhiều tiền, nhưng chưa chắc các con đem tới hạnh phúc và bình yên cho người thân của mình. 2 bà già đó là 2 người ăn xin đó. 2 người ăn xin tới chùa chờ thầy, tuy rằng là chờ có mấy phút, chừng 5-10 phút thôi và thầy đã về. Nhưng mà 2 bà già ăn xin gói một cọc tiền cúng dường thầy, toàn là giấy 1.000, 2.000, tiền cũ, tiền mới, tiền gì, tất cả đều vuốt xếp lại rất là ngăn nắp trật tự. Thầy không dành thời gian để tiếp 2 bà già đó, thầy tiếp ai? Người già người ta dễ có mặc cảm, và người ta sẽ không đủ kiên nhẫn. Thứ hai họ nghèo nữa, họ đi ăn xin nữa. Thầy thấy thương vô cùng. Cái đồng tiền của người ăn xin, người ta nhận từng đồng của người khác bố thí mà gói lại đi cúng dường, thầy nghĩ cái đó mới là công đức. Tại vì có thể là 2 bác đó hết tiền rồi, mỗi bà cúng chưa tới 100.000, số tiền rất ít, nhưng mà nó là bằng cả tài sản của một bà lão ăn xin. Thì nó ít hay nó nhiều, nó quá lớn đi chứ. Mình phải nhận tấm lòng người ta, mình trân trọng. Cái thứ hai nữa là mình nhận để mình gửi gắm cái niềm tin, cái tình cảm cho cái bác đó, để bác đó biết rằng là nhiều đời không có bố thí, không có cúng dường, không có chia sẻ với người nghèo, trên đời này mắc quả báo bần cùng hèn hạ như thế. Cho nên hôm nay bác đó phát tâm cúng dường, có nghĩa rằng bác đó đang muốn cải thiện cái nhân nghèo của mình. Tại sao thầy không gieo thêm một hạt mưa, hạt nắng cho cái hạt giống đó này nảy mầm? Mấy đứa con đã giàu có rồi, phước báo là tề thiên rồi, tức là đầy trời rồi, còn cái gì nữa mà đi so đo với một bà già vậy? Quý vị biết khi nghe thầy nói như vậy thì mấy vị Phật tử đó mới xin lỗi. Thầy mới nói rằng tiền bạc rất là quan trọng đối với là cuộc sống. Nhưng mà nó không quan trọng tới mức mà chúng ta quên mất đi mình là người có thể đau khổ vì tiền bạc. Cho nên khi nhận thấy những Phật tử mà cứ tối ngày cứ quay quẩn trong cái vấn đề kiếm tiền tới mức không kiểm soát được cái buồn, cái giận, cái sân si, tự nhiên thầy thấy thương các Phật tử vô cùng. Đương nhiên thì ở trong chùa các thầy cũng lao động vất vả giống như các vị,
Nhà nào cũng như ngày nãy, 3 giờ rưỡi sáng là thức dậy cho tới 10 giờ tối mới đặt lưng xuống. Không có ngày chủ nhật, không có ngày lễ. Mọi chuyện trong chùa cũng phải làm, từ trộn bê tông cho tới nấu cơm, cho tới sửa nhà, lợp nhà, cuốc xẻng như làm láng hết, cái gì cũng làm hết. Không làm thì tập làm cho biết. Nhưng mà xong thì các thầy xếp cuốc xếp đồ, tối ngồi xả thiền xong là lên giường nằm ngủ tỉnh bơ. Nhưng quý Phật tử chưa chắc, chưa chắc mà leo lên giường là nằm ngủ được đâu. Có khi phải lo cái này, phải tính cái kia, phải suy nghĩ cái nọ, có tiền hay không có tiền gì, đa phần đều như thế. Chỉ có cái người biết tu tập họ mới có thể cảm nhận được tiền bạc không có chi phối nhiều trong cuộc sống thì họ tạm ổn. Cho nên tiền bạc là thứ đầu độc con người, đầu độc mạnh lắm. Nếu không đầu độc mạnh, tại sao người ta bày mưu bày kế để hãm hại nhau, để giết chết nhau, để đoạt tài sản của nhau, thậm chí là vợ chồng mà còn mưu toan hãm hại nhau để lấy tiền bảo hiểm. Những thứ đầu độc bằng tiền bạc này rất là nguy hiểm. Mình đi trên một chiếc xe tốt, chúng ta vẫn có cái cảm giác dễ chịu hơn đi trên một chiếc xe lam. Mình ở trong một cái căn nhà đầy đủ tiện nghi, chúng ta vẫn có cảm giác dễ chịu hơn mình ở trong cái chòi lá. Nhưng mà cuộc sống này nó có nhiều cái rất là ngộ. Có nhiều Phật tử thành đạt ra chùa thầy, lúc trước thì bận vô cùng, ra chùa 15-20 phút là về liền. Còn bây giờ ra chùa đó thì sợ về nhà, cứ ngồi ráng là điện thoại dẹp qua một bên. Thích đi ngồi dưới gốc cây, thích đi xuống bếp để lục cơm, lục đồ rồi kia ăn. Họ nói con về nhà con thấy mấy cái bức tường con mệt quá, con ngợp quá, con thở không được. Lúc còn khỏe mạnh thì bán sức khỏe để đi làm để có tiền. Bây giờ có tiền thì lấy tiền đi mua lại sức khỏe. Lúc từ một cái nhà chòi, nhà lá đơn sơ sống bình yên, bây giờ lên một cái nhà biệt thự lớn sống không bình yên, lại có cảm giác sợ quay về cái căn nhà đó. Cho nên tiền tài là thứ đầu độc con người mạnh nhất, nhanh nhất. Cái thứ hai đó là danh vọng. Tức là có người, người ta không có ham tiền quý vị, nhưng mà người ta lại bị kẹt vào cái danh, cái chức vị rồi địa vị trong xã hội. Vấn đề này thầy nghĩ là nó bị ảnh hưởng bởi một số người, chắc cũng không phải là hết. Cái danh là nó ảnh hưởng nhiều nhất đối với là một số người thành đạt, một số người có chức vụ, người ta làm lãnh đạo hoặc giả là người ta làm chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn nào đó mà không giới thiệu là cái gì không được rồi. Hoặc là sắp xếp ghế ngồi mà không đúng vị trí là họ không vui rồi. Nói cái này là nó hay đụng chạm, tại vì trong Phật giáo thầy cũng chứng kiến có một vài trường hợp là có mấy vị mà ở chùa lâu á, có làm những chức vụ lớn á, không có vui. Tại vì trước đây thầy có tham gia làm sứ ngôn viên cho một số sự kiện Phật giáo, thì mình không có cập nhật được cái thông tin về chức vụ của vị đó. Họ mới được bổ nhiệm một số những chức vụ quan trọng hơn của trung ương mà không biết, quên, mình chỉ giới thiệu cấp tỉnh không, không vui á, không có quan hệ đó. Thì tự nhiên cái thầy suy nghĩ rằng là trời, vậy là mình tu làm sao ta, tu kiểu này rồi mai mốt mình giảng sanh về cực lạc rồi không biết chỗ cảnh giới đó nó có chứa mình được không. Tại vì lúc nào mình cũng đòi trường ra mặt tiền, rồi mình đòi nắm chéo áo của Đức Phật Di Đà, mà lỡ rồi chúng sanh đông quá rồi làm sao. Quý vị biết có một bữa đó thầy tiếp một đoàn Phật tử, thì thầy không biết mấy Phật tử đây lạ quý vị, lạ lắm. Nhưng mà trong đó có nhiều quan chức lớn, những quan chức lớn, quan chức cấp cao. Thầy không biết, tại vì thầy ở trong chùa thì tu làm sao thầy biết được những cái gì đó.
Thứ hai thầy cũng không có đọc báo chùa, cũng không có tivi, làm sao thầy biết những quan chức lớn đó là quan chức lớn rồi đi tới chùa. Thì thầy tiếp bình thường. Thầy ở chùa thì lúc đó Tết, thì thầy ngồi cái ghế trước cái bàn thờ tổ của sư ông. Thì đa phần là các Phật tử tới thăm, quỳ rồi chúc Tết thầy, rồi thầy chúc lại lì xì. Thì cái này là cái nghi lễ truyền thống. Những người Phật tử thì phải quỳ trước mặt các vị sư phụ để chúc Tết. Chuyện đó là lễ nghi ở trong chùa từ xưa tới giờ chưa từng thay đổi. Thì mấy vị đó thì thầy đi vô thăm chùa, lễ Phật. Thì có một số quỳ, có một số đứng. Thì lúc bây giờ chú thì giả không có biết. Chú thì giả tới nói ra mời mấy chú quỳ. Thì mấy vị đó không quỳ, bỏ đi ra ngoài. Thì đối với thầy là bình thường, ai quỳ cũng quỳ thôi. Cái chuyện đó bình thường, tại vì thầy nghĩ rằng là có thể như vậy đó đau chân, họ không thể quỳ được. Hoặc là một cái lý do gì đó họ không thể quỳ. Thầy nghĩ chuyện đó rất bình thường, nhưng mà mấy chú thì giả thì mấy chú chưa biết. Mấy chú nghĩ rằng là theo truyền thống thì Phật tử nào cũng tới quỳ. Tại vì có bàn Phật đó, đó là thầy chúc Tết lại, rồi Phật tử nó tác bạch. Thì cái đó là một nghi lễ rất là đẹp. Nhưng mà xong á, quý vị biết, mấy người đó đi ra ngoài thì có một cái ông tài xế. Cái ông tài xế này, ông tài lanh tài lẹt ghê lắm. Ông đem vô cho thầy ba cái danh thiếp của ba cái ông đó. Thầy cũng không có để ý, tại vì đông người mà, mấy trăm người làm sao mà thầy cầm rồi cảm ơn. Cái ông nói thầy phải đọc mấy cái danh thiếp đó, mà ông chỉ vậy nè. Thầy hết hồn, thầy nhìn qua, thầy nhìn bình thường đó, thầy nhìn vậy nè. Cái ông thấy thầy nhìn mà ánh mắt nhìn thầy nó trìu mến quá hay sao, thầy nhìn khó chịu lắm quý vị. Thầy quay qua thầy nhìn là hơi khó chịu á, dùng 10 thành công lực nhìn mà. Cái này còn hơn là chiêu hồn đại pháp. Cái ông dịu giọng lại, thưa thầy, mấy vị đó là những vị quan chức lớn, thầy phải đọc cái danh thiếp này để thầy biết. Thầy mới nói, ủa vậy hả? Rồi bây giờ rồi anh muốn thầy làm gì? Thầy hỏi gì chứ anh muốn thầy làm cái gì? Thì cái ông đó, ông nói không, tôi chỉ thông báo cho thầy biết vậy thôi, để sau này thầy phải chu đáo hơn, khéo léo hơn trong lúc mà tiếp đón mọi người. Thầy mới nói xin lỗi nha, thầy tiếp Phật tử thì chỉ có một nghi thức thôi. Phật tử vào chùa lễ Phật tác bạch, và thầy là người đại diện cho chùa vì thầy là trụ trì, thầy sẽ nói lại vài lời. Còn thầy tiếp quan khách, đa phần người ta đều có hẹn trước với thầy. Tại vì cái người mà lịch sự người ta đều có hẹn hết. Hẹn của mình có ở nhà không? Rồi mình để mình tiếp. Tại vì chính bản thân thầy cũng vậy, thầy đi tới đâu thầy cũng phải liên lạc trước. Mình lóc cóc len ken cắt ké kì nhông mà mình còn vậy, huống chi là những quan chức cao cấp. Cái ông này ông tào lao dễ sợ. Thầy nói quan chức người ta đâu có như thế, mà anh làm như thế là không có được. Cái cách cư xử của anh như thế không được. Tôi rất trân trọng tất cả mọi người đến với chùa, không có sự phân biệt là ai hết. Nhưng mà đem mấy cái tờ này tới đây mà chỉ như thế này là không có được đó nha. Ở đâu nó có nguyên tắc ở đó. Có thể chúng tôi là một thường dân đối diện với lại một quan khách ở cơ quan hành chánh của nhà nước thì nó khác. Nhưng mà các vị đó là khách đi đến chùa, thì chúng tôi là trụ trì, thì nó có chủ có khách rất là rõ ràng. Ngay cả trong chùa nó cũng có luật. Thí dụ như một hòa thượng mà đi tới chùa, mà trụ trì của chùa đó là một cái thầy trẻ, thì vị hòa thượng nó vẫn ngồi ở cái ghế của khách, và vị trụ trì trẻ tuổi vẫn ngồi cái ghế của chủ. Ngay cả khi vô lễ Phật cũng vậy.
Vị hòa thượng đó là không có được quyền ngay chính giữa cái chỗ của vị trụ trì, phải tránh ra một bên. Cái chỗ đó là chỗ của trụ trì, trừ khi nào vị trụ trì mà quỳ bạch thỉnh với hòa thượng nó lên chứng minh, thì vị hòa thượng đó mới được đứng ở ngay cái chỗ chính giữa đó. Đây là luật, luật định ở trong thiền môn không có thay đổi. Mà còn vị trụ trì mà chưa bạch chưa thỉnh thì cái vị hòa thượng nó cũng không được đứng vô cái vị trí ngay chính giữa đó. Tại vì hòa thượng nó đến đây lễ Phật, chứ không phải vì cái duyên sự mà cái người trụ trì thưa bạch và thỉnh cái vị hòa thượng đó. Thì ở đâu nó cũng có những cái phép tắc của nó hết. Thầy muốn nói rằng cái danh vọng nó sẽ là một loại thuốc độc, làm cho con người càng ngày càng quằn quại trong đau khổ. Bởi vì chúng ta cứ cho rằng cái đó là cái tồn tại mãi mãi, và ngay cả một thầy trụ trì vẫn bị kẹt bởi cái danh nghĩa trụ trì. Cái danh vọng nó vẫn chi phối, dù cho chúng ta xuất gia hay là tại gia. Chỉ cần chúng ta thiếu chánh niệm, thiếu đi sự bình tĩnh, không có ánh sáng của tuệ giác, thì lập tức cái danh vọng này nó trở thành một loại thuốc độc, nó đầu độc chúng ta. Khi Đức Phật còn tại thế, có một cái chuyện tranh chấp xảy ra bởi thầy Đề Bà Đạt Đa, vốn là một dương tử anh em chú bác với Đức Phật. Nhưng mà thầy Đề Bà Đạt Đa này đã rất là thích được lãnh đạo tăng đoàn, cho nên đề nghị thẳng với Đức Phật là bây giờ Đức Phật hãy nghĩ đi, về hưu non đi, giao cái quyền lãnh đạo tăng đoàn lại cho tôi đủ khả năng. Thì đương nhiên Đức Phật không đồng ý rồi, là tại vì Đề Bà Đạt Đa không phải là một cái thầy tu tốt, mà cũng chưa phải là một cái thầy lớn ở trong tăng đoàn, còn có nhiều tôn giả lớn hơn, thí dụ như tôn giả Ca Diếp, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, vân vân. Tất cả những vị tôn giả đó đạo hạnh nó cao tột hơn, sáng ngời hơn Đề Bà Đạt Đa, cho nên Đức Phật không có đồng ý. Hơn nữa Đề Bà Đạt Đa cũng là người từng gây ra những cái chuyện rắc rối trong tăng đoàn, phiền não vô cùng. Vậy đó mà Đề Bà Đạt Đa cấu kết với một số ngoại đạo, rồi đích thân đến gặp A Xà Thế, tức là vua của nước Magadha. A Xà Thế trở thành một vị vua lớn, tại vì Magadha là một cường quốc lúc bấy giờ. Khổ nổi, vua A Xà Thế nghe theo Đề Bà Đạt Đa. Và làm một cái cách để xoán ngôi lãnh đạo tăng đoàn của Đức Thế Tôn, đó là cho những con voi điên đó, nó uống rượu sai rồi thả ra để hành thích Đức Phật. Thì quý vị biết rồi, con voi mà nó hung dữ mà nó không có kiểm soát được thì cái sức sát thương của nó rất là lớn. Nhưng mà Đức Phật dùng đạo lực của mình, dùng cái tâm từ bi của mình hóa giải được những cái con voi điên đó, nó không hung hãn nữa, nó gầm rú, nó chạy ào ào tới Đức Phật thì nó lại quỳ xuống. Khi Đức Phật giơ tay lên thì ở trong một số sách có ghi lại, thì thầy nghĩ cái này là giai thoại, tức là khi Đức Phật giơ tay lên thì năm ngón tay của Đức Phật nó sẽ biến ra thành năm con sư tử, và năm con sư tử nó gầm lên, thì những con voi đó nghe tiếng sư tử nó sợ quá, nó bọp xuống. Thầy nghĩ rằng cái này là giai thoại người ta viết thêm đời sau. Voi mà nó điên lên, nó sai lên, xin lỗi, trăm con sư tử nó cũng đâu có sợ. Nó bị điên, nó bị khùng lên rồi, nó đâu có sợ. Thử hỏi bây giờ nguyên ở đây thầy trò mấy trăm người nè, gặp một cái em nào nó mới xài đập đá vô nó mới sử dụng ma túy đá vô đây, rồi mình nói nó nghe nó sợ không? Sợ không? Nó không sợ. Tại nó bị ảo giác, nó bị tất cả những cái thứ đó làm cho nó bị loạn trí,
nó cuồng lên thì nó đâu có sợ. Nhưng chính cái lòng từ bi không chướng ngại của Đức Phật, tâm đó gọi là tâm đại từ đại bi đó, Đức Phật mới hóa giải nó. Cái năng lực đó rất là lớn, sức mạnh của tâm từ bi. Quý vị tiếp xúc với là một vị thầy không quen, tự nhiên quý vị cảm thấy rất an lạc ở trong lòng mình. Điều đó có nghĩa rằng đạo lực cao thâm của cái vị thầy đó nó đang lan tỏa vào mình. Và ngược lại, chúng ta có khi tiếp xúc với một vị thầy mà cảm giác bất an. Xin lỗi đây thầy, em có nói xấu cái thầy, nhưng mà cái này có thiệt. Thì mình biết rằng là đạo hạnh của thầy đó mình chưa tiếp nhận được, đạo hạnh này hơi đặc biệt. Cũng vậy, một người nào đó chúng ta tình cờ chúng ta gặp họ, tự nhiên chúng ta có cái gì đó chúng ta sợ, chúng ta lo, thì mình biết ngay cái người đó trong tâm của họ đang bất an, và nó lan qua mình. Và ngược lại, có người mình không có thân thiết, không quen biết gì hết, nhưng tiếp xúc cho họ một lần chúng ta có cảm giác yên ổn, thì trong lòng họ những cái từ trường đó nó sẽ lan qua. Thì Đức Phật dùng cái tâm đại từ đại bi để hóa giải cho những cái con voi điên này. Cho nên danh vọng trở thành một loại thuốc độc khi chúng ta không kiểm soát được mình. Có nhiều Phật tử gặp thầy cảm ơn thầy, nói rằng là nhờ nghe băng giảng của thầy mà con vượt qua được những khúc quanh của cuộc đời. Trong đó nó có dính tới danh vọng, tới địa vị. Con cảm thấy bình thường, nhưng mà trước đây cũng rất đau khổ. Và cái thứ ba nó đầu độc chúng ta, đó là ái tình. Thầy thì không có mảnh tình nào dắt dai hết, cho nên thầy không có biết sức mạnh của ái tình. Nhưng thầy nhớ có một nhân vật trong truyện Võ Hiệp của Kim Dung, tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ. Quý vị nhớ nhân vật đó tên gì không? Lý Mặc Sầu. Hỏi thế gian tình là chi chi, thất tình. Cho nên đi đâu thì nữ đạo sĩ này cũng gào thét lên, hỏi thế gian tình là gì, mà tại sao con người nó đau khổ đến mức như vậy. Lý Mặc Sầu có một mối tình rất đẹp, nhưng mà bị phản bội, cho nên bà rất hận thù. Bà giết cả cái người bà yêu thương và cái người phụ nữ kia, rồi bắt con của cái người đàn ông phản bội đó đem về làm đệ tử của mình. Cái đó mới là ghê gớm. Không có thỏa mãn được cái lòng hờn ghen khi tình yêu nó mất. Cho nên hễ mà thấy ở đâu có đám cưới là Lý Mặc Sầu tìm cách tới đó để giết cái chú rể đó. Trong con mắt của Lý Mặc Sầu là đàn ông là cái phường bội bạc, là cái thứ không ra gì, cho nên nó đáng chết. Vậy đó mà cuối cùng người ta vẫn thấy Lý Mặc Sầu đứng khóc bên những khe suối, bên những vách đá, ngẩng mặt lên trời mà than rằng hỡi thế gian tình là cái gì. Đó, ái tình có phải là thứ đầu độc mình không? Không biết có đầu độc không, nhưng mà những ngày không gặp em, anh chỉ còn bão tố. Trời ơi, nghe ghê quá. Nhưng mà khi gặp em rồi thì anh thà chết còn sướng hơn. Quý vị đọc nhiều sách vở rồi, quý vị thấy từ xưa tới giờ cái ái tình nó làm cho con người ta sẽ mất đi bình tĩnh nhanh nhất và gây ra những tai hại lớn nhất. Bây giờ cũng vậy, tin tức trên báo mạng, báo viết đưa hàng ngày, chém giết nhau, đánh ghen kinh hồn không? Đánh ghen cái gì đâu mà lột đồ người ta rồi đổ nước mắm rồi đổ ớt bột lên trên người. Trời ơi, thầy nghe cái tin này thầy thấy kinh dị quá, tự nhiên thầy sợ luôn. Quý vị có đọc cái tin đó không? Thầy không có đọc, thầy nghe người ta kể xong thầy phải đi tìm tội trên mạng thầy đọc. Ở đâu ở ngoài Bắc không? Ngoài Bắc hay là ở đâu quý vị? Ở Nghệ An, đúng rồi. Một cái cô 26 tuổi làm chủ của một quán spa nào đó, bị người ta ghen đánh ghen, cổ đi làm tóc làm móng vậy đó, đi ra
để người ta chặn, người ta đánh. Đánh bằng cách là nhiều người đánh hội đồng là lột đồ ra, rồi đổ nước mắm lên người, xong rồi đổ ớt bột lên trên người, rồi nó phỏng. Quá là ác độc. Thầy mới nói rằng có nhiều Phật tử hỏi ở trường hợp đó là làm sao vậy sư phụ. Thầy nói kỳ quá, tự nhiên đem mấy cái chuyện đánh ghen đi hỏi ông thầy, rồi mình trả lời kiểu gì. Thầy nói thì lúc nào cũng vậy hết á, không có chuyện mà khi khổng hay không, tại sao đánh người A mà không đánh người B, có lửa nó mới có khói. Cái thứ nhất là có nguyên nhân gần, thứ hai là có nguyên nhân xa trong quá khứ. Nguyên nhân gần thì chắc giữa cô này với lại chồng của cái cô kia nó phải có một cái gì đó qua lại và gây ra cái sự hiểu lầm. Và cái thứ hai chúng ta tạm hiểu, trong quá khứ là cô này cũng đè người ta ra mà tuột đồ, mà đổ nước mắm, đổ ớt đó, hoặc là đổ cho một đống kiến lửa lên. Trời, thầy còn ác hơn, thầy thêm vụ kiến lửa vô. Mấy người Phật tử nó sư phụ còn ác hơn, đổ ớt là ta muốn chết rồi còn đổ thêm mớ kiến lửa vô cho cắn nữa. Thầy nói thì quá khứ nó cũng có cái chuyện đó, nhưng mà rõ ràng là xã hội đáng báo động cho những cái cảnh đánh ghen như thế. Thầy nghĩ đánh ghen phải đánh rất là văn hóa, mời hai người đã tới, nấu một mâm cơm thiệt ngon, mời anh ăn cơm, mời chị ăn cơm. Cơm nấu ngon nha, chứ không có đầu độc à. Nấu thiệt là ngon rồi mình trở thành ô xin, mình phục vụ cho hai cái đứa này. Đó. Nó tự nhiên nó mắc cỡ à. Trời ơi, đâu ra một con nhỏ mà nó có bị khùng không ta? Trời, mình giật chồng nó mà nó còn đãi mình tốt vậy. Nói vui với lại quý vị thôi. Chắc là hiếm có người bình tĩnh phải không? Nhưng mà thầy đã bài ra được. Mấy Phật tử làm thành công rồi. Thầy nó đi đánh ghen chi cho nó mệt vậy? Lớn tuổi rồi, ba mấy bốn chục tuổi đánh ghen, mà đánh lại ai? Đánh không lại ai chứ, con nhỏ kia nó trẻ hơn, nó khỏe hơn, nó đánh cho mày xình đầu. Bây giờ hỏi hai người đánh lộn nha, ông chồng ông binh ai? Ông can ra ông binh ai? Chưa chắc binh con đâu con, mà binh cái con nhỏ đó, con về con mới cắn lưỡi chết đó. Cái đó mới là tổn thương hơn nữa, cho nên không có cần phải đi đánh ghen, mệt lắm. Giành giật chi làm vậy đó, ai vớt vớt, ai hốt hốt, mình khỏi lo. Thầy nói tỉnh queo. Mấy người Phật tử nói trời ơi sư phụ không có gia đình, sư phụ không có biết. Thầy mới nói muốn đánh ghen là đánh nghệ thuật, mời hai người đó tới. Nhẹ nhàng thôi, trong một cái buổi nào đó mình nấu cơm nấu gì mời ăn, mình chỉ hỏi rõ ràng bây giờ hai người đó có thương nhau thật sự không, yêu nhau thật sự không. Mình nói rõ ràng còn cái gia đình này như thế nào, giải quyết dứt điểm. Nó chứ không có cái chuyện mà lộn xộn lu bu, cuối cùng thì đàn bà làm khổ đàn bà thôi. Quý vị đồng ý không? Cũng là phận đàn bà với nhau mà mình làm khổ đau nhau. Thôi đừng đánh ghen nữa, nó mình đãi cho nó ăn rồi mình hỏi nó ra cho mình ngồi để mình tụng chú giảng sanh hồi hướng cho hai đứa nó. Năng lực của chú giảng sanh tốt lắm, chứ không phải mình trù cho nó chết. Không có. Thầy còn ác độc hơn mấy con nhỏ đánh ghen mà sát muối ớt nữa. Thầy nói cứ mời tới thôi, mình hỏi rõ ràng. Tại vì không thương yêu nhau nữa thì đừng có níu kéo, đừng có giữ cái người đó, thì mình là cái người tổn thương, mình là người đau khổ. Vì mình không giữ được trái tim của họ thì mình đừng có giữ cái xác của họ. Vậy thôi, mạnh mẽ lên. Chắc chắn thiệt thòi sẽ thuộc về phụ nữ. Nhưng các con mạnh mẽ một lần để cho đàn ông tỉnh táo hơn, chứ không phải phụ nữ là một món đồ chơi. Và để cảnh báo cho cái chị kia được biết rằng mình là vợ nè, cũng từng hẹn thề non hẹn biển mà anh ấy còn bỏ rơi mình, thì chị sẽ là phiên bản tập 2. Thế thôi, đánh ghen một cách nhẹ nhàng dễ thương rồi ba đứa lên chùa lại Phật phát nguyện. Ngày xưa thì phát nguyện sống đồng sàng đồng tịch, thác đồng quan đồng quách, ra bây giờ xin giải lời thề. Nam Mô Di Đà Phật, con Bành Thị Lẹm từ nay không có đồng sàng đồng tịch đồng quan đồng quách với cái ông quỷ này nữa, coi như chúng ta không thuộc về nhau. Đó, anh đi đường anh, em đi đường em, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.
Phật tử là vậy đó, đương nhiên là sẽ tổn thương, sẽ buồn, nhưng chúng ta phải tỉnh táo để biết được rằng chúng ta không có làm khổ thêm mình bởi cái sự sân hận nóng nảy. Chính cái đó nó giết chết mình trước khi cái người kia phản bội mình. Không cần thiết nữa, mình tụng kinh, mình niệm Phật thôi. Có một vị Phật tử, quý vị biết không, trả thù ghê gớm luôn. Trả thù chồng, chồng phản bội, cho hết nhà cửa tài sản, tôi với một đứa con thôi, ra khỏi nhà. Sau 10 năm chị này thành đạt, và bằng mọi cách mua lại cái doanh nghiệp đó, mua lại cái công ty đó. Thầy nói cả buổi thầy không khác, thôi ngồi đó không mà khác cái gì. Thầy phải nói là phụ nữ trả thù ghê gớm, mua lại cái doanh nghiệp của chồng, và chồng trở thành cái người làm công cho chị, sai vặt, trả lương, phát lương ngọt ngào, trả thù ngọt ngào vậy đó. Thầy hỏi trong lòng con vui hay buồn? Khóc. Vậy mà tình yêu đến em không gọi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày nào chị cũng nghe cái bài hát đó, để chị tự đánh lừa cái cảm giác của mình ở trong trái tim mình. Thầy nói con không vui con làm chi. Thôi con, đừng, mình là Phật tử rồi, không có nên nuôi những cái quán hờn ở trong lòng của mình. Ái tình cũng không có là cái gì đâu, người ta không yêu mình nữa, thôi mình yêu bản thân mình đi. Người ta làm khổ mình đã một đời rồi, tại sao mình làm khổ tiếp tục mình cái quãng đời còn lại nữa. Cứ lo tu tập, lo niệm Phật, để đời sau mình gặp lại người đó mình không có khổ đau. Ái tình nó rất là phiền, nó là cái sợi dây để sâu kết cho mình và người thân của mình đời sau gặp lại, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái khúc quanh đó. Mình còn thương thì mình biết mình còn thương, nhưng mà dân gian nó có duyên không có nợ rồi, thôi mình dừng lại để mình không có tự làm khổ mình. Rồi mình trả thù người ta thì mình cũng không có vui hơn, thì mình trả thù để làm gì? Chính bản thân mình làm tổn thương mình. Cái đó không phải là cách, mà hãy mở rộng cái lòng từ bi của mình ra. Nếu ai làm tôi đau khổ, tôi nguyện tha thứ bao dung. Còn nếu như tôi đã làm ai đau khổ, thì cũng xin người nào đó tha thứ cho tôi. Người Phật tử nhất định hiểu được nhân quả, sẽ không bao giờ tiếp tục duy trì những lời nói, những hành động và những suy nghĩ mà có nguy cơ gây hại lâu dài về sau. Chúng ta sẽ phải gặp lại người đó. Cho nên trong nhà mình mà có người thân mất đó, thì các thầy thường hay khuyên quý Phật tử là đừng có khóc lóc nhiều. Tại vì chính cái tình cảm của mình nó yếu đuối ngay lúc đó, nó sẽ trở thành một cái nguyên nhân không tốt cho cái thần thức của cái người mới vừa mất. Họ sẽ quyến luyến và họ sẽ không có chịu rời xa chúng ta. Nhưng thầy thấy có nhiều Phật tử quá cực đoan, thấy người ta khóc cái nạt. Thấy người ta khóc cái nạt mà nín không? Mày khóc lóc rồi sao nó siêu thoát? Nói như thế không được. Ai mà có người thân chết mà không đau lòng? Cho dù mình không khóc ra thành tiếng đi chăng nữa, thì cái sự nghẹn ngào ở trong lòng của mình nó cũng phát ra những cái sóng để níu kéo cái thần thức của cái người kia. Thì thầy khuyên các Phật tử là mình đau lòng thiệt, nhưng mình hạn chế mà tiếp xúc với lại gần cái thân xác người đó. Mà mình khóc quá nhiều thì chắc chắn cái người đó sẽ khó mà siêu thoát. Cái ái tình nó sẽ lưu lại, nó sẽ kéo lại. Giống như thời Đức Phật còn tại thế, có một đôi vợ chồng nọ rất thương nhau, nhưng bất thình lình người chồng chết. Người vợ thương quá, thương người chồng quá, cho nên cúi xuống ôm hôn người chồng. Thì cái thần thức của người chồng
không có thoát sanh được, mà đầu thai thành một cái con sâu chui vào cái lỗ mũi của người vợ. Thì khi Đức Phật tới thì Đức Phật khai thị là không có được đem cái luyến ái đó ra. Chính vì cái luyến ái của cô làm cho người chồng không siêu thoát. Thì lúc bây giờ con trùng ngay trong lỗ mũi đó là búng ra tấn công Đức Phật. Đức Phật mới chỉ là đồ súc sinh đã bị đọa lạc do ái nhiễm, do tình ái, mà còn không biết lại tiếp tục sân hận. Thì lúc bây giờ con trùng đó, tức là con dồi á, con sâu nhỏ đó, nó mới sừng lại rồi nó quằn quại rồi nó chết. Đức Phật nói con dồi này chính là thần thức của chồng cô đã nhập vào nó. Thì cái ái tình nó cũng là một loại độc dược, nó sẽ nhấn chìm chúng ta trong đau khổ. Mình là người Phật tử, mình sẽ thương với cách thương của Phật, đó là từ bi và hỷ xả. Chứ chúng ta không phải thương theo kiểu chiếm hữu, đoạt cho bằng được, phải bằng có cho xong, còn không được là không xong. Thì sớm muộn gì chúng ta cũng là người khổ đau, và cái ái tình này sẽ làm cho chúng ta gặp lại người đó trong kiếp sau. Nhưng đầy sân hận, đầy thù hiềm thì chúng ta sẽ gặp lại trong phiền não, trong khổ đau. Cho nên quý vị đừng bao giờ mà thắc mắc, tuyệt vọng, hay là chúng ta phải vùi mình trong những nỗi buồn khi ai đó phản bội, khi gặp hoàn cảnh không như ý của mình, mà phải biết rằng do chính cái sự cảm nhận của mình trước những tương tác của người khác, hoặc là những chi phối của hoàn cảnh, do những suy nghĩ chưa đúng đắn của mình mà phát sinh ra những cảm xúc chiếm hữu, từ bỏ, và từ đó mới sanh ra những phiền muộn. Tất cả những thứ đó có thể đầu độc chết chúng ta trong hiện tại và tương lai. Xin tạm biệt tất cả quý vị.